Bây giờ Alan muốn cởi cái này xong. Ê, lúc rồi, lúc rồi. Em ơi, ở cửa con chó em đi đâu? Em ơi, ông xã ơi, cứu em với. Buông tôi ra. Cái gì à? Khốn nạn! Đồ loạn lưng! Chị hai đâu hả? Má sáu à? Con nè! Má sáu! Con và mọi người chia nhau ra tứ tán để tìm má nhưng mà không có gặp. Con không có nghĩ là má lại ở đây. Con cũng biết má tứ cố vô thân mà. Má được sư trụ trì trên chùa gần đây cho trú tạm, được người ta cho cơm nước. Cuộc sống của má bây giờ cũng yên ổn rồi. Thiện thể ngày ngày chăm sóc mộ cho má con. Má về đi má. Má theo con về nhà đi má. Hai à, con cũng biết không có được mà hai. Má biết con thương má, nhưng hiện giờ tía con cũng đã có gia đình yên ổn rồi. Con không có tin là tía con có thể sống bạc đầu với cái người phụ nữ đó đâu. Có bạc đầu hay không thì cũng là duyên phận. Cũng như cái duyên của má với gia đình con bây giờ đã chấm dứt rồi. Ly thì ly chưa? Tía. Con sợ Ly à? Ngô Lễ con gái yêu quý của Ly ở lại đây. Coi thằng nào dám dòm ngó tới đó không thì biết. Mình đây mình. Có cái gì thì mình bình tĩnh rồi từ từ mình giải quyết. Không có từ từ gì nữa hết. Ngô nói cho Ly biết. Ở bên nước của Ngô, Ngô không phải là Lại Gia. Mà Ngô chỉ là một cái thằng Ly hai lá trà thôi. Ngô cần một đứa con để nối dõi. Nhưng cái con này nó chỉ là cây lộc không trai mà gái lộc không con. Mấy năm trời nó không lẽ được mà so với con heo lai nó còn thua xa đó. Khốn nạn! Hay là biển ba, anh ba từ từ giải quyết. Anh ba hai, tại sao mày dám nói láo với tía với gia đình hai? Con không có tía ơi. Tía chứ, anh ba tao ra. Tía ơi. Đón xem Về Đi Tía Ơi 19:45 trên kênh SCTV 14.